Vâng, xin cảm ơn anh Thắng. Sản xuất Vero đã gửi tặng cái chủ chia sẻ đã 100 sao. Một hai BC anh ạ. Ờ, chung kết ra gọi đấy cả thả để chịu. Cười to lên nữa đi ạ. Lại gửi đây cạn lời quần bài. Ôi dồi ôi, hai gách là quân đội bạn. Vâng, thơm như mũi mít. Sẻ cầm của đấy, mày qua xem. Rồi, về lớp cầm 3 trận của đấy liên tiếp. Chip của đấy đến về lớp. Và đây là bãi bắt đầu để chim sẻ, trong khi đó đây là màn máy cầu thủ Yugi cầm xe, đội bạn quân yếu chúng ta hai cầu đấy, chúng ta không thể ở đi dò thôi. Rồi cầu voi về luôn. Bãi quả phụ và bầy hươu bên ngoài đã thấy đối thủ Yugi. Rồi giải quyết voi này thôi. Tôi sư tử đây nhưng rất may là Yugi đã không vấp con nông dân vào đây cả. Quân chúng ta đánh giá đã nhỉnh hơn trận đấu này rồi, cố gắng gỡ hai đều BC nào. Bắt máy cái thủ chim sẻ. Riêng cái thằng bị phạt tao không bao giờ chấp. Còn hơn nha tao đúng không à, mày bình luận toàn thua được chưa? Thì hôm qua vào tao bình luận thua xe đầu thắng 3 xe sau thì sao? Cái gì đây? Hải ông chó câm mồm đi ạ. Trong cuộc đời tôi lại toàn bị gặp những thanh niên như thế này chứ ở rồi. Vâng, sư tử đây rồi. Vâng, vừa voi về nhà chính và có quả phụ đây chim sẻ rồi đấy. Cái thằng Kami này, các bạn nhìn thấy nhìn qua cam của ông sẻ, các bạn nhìn thấy cái Kami nhìn ngu không? Vâng, ốc trô này bình luận thì ngu. Ôi à, màu hai thầu này đợi gỗ thầu đang đứng đỉnh đập. Và đây là BG cái thủ chim sẻ, định làm gì? Thêm một chiếc BE nữa đây cái thủ chim sẻ nắng. Vì vội đóng BG nên BE sẽ đóng muộn hơn chút. Không sao. Vâng, đó là Kami các bạn, hình ảnh của con virus Corona đấy. Phiên bản đời thật luôn. Phiên bản phóng to, phóng đại đấy ạ. Rồi, như vậy là thầu vẫn cố gắng để ăn thanh. Chắc chắn rồi, sẽ hai quả phụ trận này. Chúng ta sẽ chơi phụ với đối phương rồi. Hai gấu đấy cứ đâm phụ ra mà chơi. Anh Yugi có sắp đơn là tươi. Đây là cái thủ Yugi. Ở đây chết rồi, không thấy vàng.
Chắc đây thôi. Bãi bạn kia thì tha quá. Vâng, như vậy là bãi bảng Yugi đã bị Mạnh Hào bế lên và đeo vào cổ rồi. BL rồi, bảo vệ vàng giữa anh nha. Ok ok mày. Và một bài kích 9 đến thủ Yugi. 9-37 với 25 dân của Seng. Bây giờ sẽ đi ăn vàng. Sẽ đã chỉ cho Yugi bãi vàng đây rồi. Bú vàng mà thổi phù thôi. Ôi. Ở mày quá, vẫn có chỗ đóng BS ăn vàng, nhét dân bên trong thôi. Giò đã có và đẩy đi luôn. Mày không có câu gì tử tế hơn được à Hải. Cơ cấu cái bãi vàng này rồi, công giáp đầy đủ ngựa giò. Vâng, cái này thì Yui sẽ đối đầu với anh lớp cháu gà. Vừa được cầm màu 3 về phía đối phương. Mục tiêu ông ta là phải bo kín bãi vàng, không nói nhiều. Rồi, kín rồi. Đây là nhà BL, bên lớp và bãi quả đang bú giờ. Đợi công giáp ngựa giò và xúc thôi. Lên đời chúng ta sẽ bú hoang về hiêu này. Có thể lùa gần với VS ăn vàng được mày. Thôi, đang mất tay. Trong dân cái thủ về lớp bị vậy e đấy. Rồi, vừa mới ra giò thôi, làm sao? Vâng, thích thì xúc được chưa? Này thì cháo gà với chúng tôi này. Cháo gà này. Đứng lại thi đấu đi anh ơi. Hãy thi đấu như những người đàn ông đi, đừng chạy nữa. Vâng, xúc. Lao lao. Ây à. Vẫn chưa chết, 1L. Nâng cấp cái bánh xe nhẹ nhẹ. Vâng, bị vẩy e nhưng không thể nào bắt được con giò này đâu. Láo này. Chết giò đi game thủ bên lớp nhá. Không mở mắt ra được luôn đấy. Chim sẻ đang đối đầu với game thủ tiểu bàn thầu. Và thầu đang có con giò chọc vào. À chịu ơi, sẻ đã chọc được hai dân của game thủ tiểu bàn thầu. Nhốt bên L đấy ạ. À. Vẽ chuyện. Vẩy e bắt chiếc con giò này luôn em. Tham lai chim sẻ là 27. Thầu vừa mới hóa rồi. Đập. Đập P nào. Ở chưa lên đời anh em ạ. Thầu lên đời sớm hơn sẻ. Mặc dù ăn chanh. BP của thủ chim sẻ đang đã có. Những con dân lẻ thầu đang nằm xuống khá nhiều. Thêm vài cái BE nữa được kín bãi gỗ này thôi. Bãi vàng thì đã kín rồi. Sẻ mất giò. Vâng, 2E được kín. Nhốt luôn phủ bên trong. Chắc cốt chèn cổ. Ây à. Định làm gì ở đây đấy. À vâng, cung T công vàng. Rất rát đấy từ cái thủ tiểu màn thầu. Trong đó đây là máy của cái thủ Yugi. Tham lại của anh số là 31. Chém cho bên lớp nhả nhựa ra rồi. Và có cung R dành cho cái thủ Yugi. Đây là P của cái thủ bên lớp. Ai trời, bãi vàng không thèm bo bế luôn. Anh đánh kiểu sexy lấy đi. Nói gì cung R vào đây thôi. Bên lớp đã kịp thời phải bo bãi vàng rồi. Tham lại Yugi là 32. Một P thủ. Và đẩy sang cái bên kia với những con lạc đà. Để tìm dân của tiểu bàn thầu. Và cho lạc đà về chém dân. Còn cung R đẩy vào bãi vàng. Đương nhiên là như vậy rồi. Cái gì cơ? Rồi chém dân thôi. Thơm như bụi mít, phủ đâu rồi? Không thấy phủ thủ về lớp đâu cả. Tham lai Yugi là 31. Anh đang đi dò quanh nhà của thủ về lớp để tìm phủ. Đây rồi. Giấu à. Vâng thôi. Quýt được rồi. Vâng, vẫn không quýt đến từ cặp đôi về lớp và tiểu màn thầu. Đội bạn đang rất chảy gối. Vâng, chảy gối để làm gì đây? Câu tiền máy à? Có phù thủ dành cho cái thủ Yugi và tỷ số là 1-0 trong C4 của chúng ta. Con này mà thua thì chắc chết mất. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư ngay sau đây rồi. 1-0 cho chim sẻ nắm với Yugi. Hành trình của những người đi gớ. Tổ trưởng tổ bảo vệ đấy. Trận thi đấu thứ hai trong trận thi đấu thứ tư thôi. Cái gì? Vâng, đây là Egypt của cái thủ Yugi. Quân. Yugi nháy quân em ạ. Fokata là quân đội bạn.
chúng ta là một Egypt và một Maxi. Maxi Egypt về lớp là người được cầm Kata và Pho trong tay cái thủ tiểu màn thầu. Tiểu màn thầu. Đây màn máy cái thủ chim sẻ mà hơi nhíu. Quả đầu 6 cây đây chim sẻ nắng Makelele này sẽ cầm toàn chém. Cái gì cơ? Có một bầy hươu đây rồi. Đảm bảo là muốn khung hai nhà đây rồi cái thủ chim sẻ. Hai cánh rừng ốp cạnh nhà rồi. Vâng, bây giờ đầu có 6 con đấy, thủ chim sẻ nắng đương nhiên sẽ đưa về nhà chính thôi. Đó, có cả vực này. Có khi lại khung được. Mày im mồm đi. Đang bình luận cái nhảy vào mồm. Khó chịu thật. Rồi, bầy hươu đưa về rồi. Vâng, như vậy bầy hươu đầu đã nằm gọn gàng tại nhà chính của game thủ chim sẻ nắng. 4 con và đang đi dò để tìm thêm đồ ăn, gặp một sư tử không vấn đề gì cả. Đồ ăn đang chưa thấy nhiều, chưa có voi trận thiếu này và chưa có quả phụ nữa. Rồi còn hiểu tiếp theo. Trở lại mặt máy game thủ Yugi để xem tình hình như thế nào. Thông tin báo về là cả Kami và cả người yêu Kami đều dính virus corona rồi. Và một người bị là lây sang hai người. Có quả phụ đây chim sẻ nhàng. Yugi trận này là bài đấu được cầm cái Egypt. Một bầy hươu đầu 5 con này anh. Chưa dò nhiều. Chưa dò thì đúng hơn. Nhà Yugi cũng có thế khung khung ở đây, góc 3 giờ. Sẻ dò sang đây mà thấy có khi lại khung được nhà đấy. Có quả phụ Yugi bài ổn rồi. Con vực dễ nhà này khung đấy. Sẻ nó dò lấy con vực đấy rồi anh ạ. Có khi là khung hai nhà được anh ạ. Đó, BB mặt 12 giờ về nhà quân đóng ở đây cũng được. Còn nó đóng hẳn nhà quân tụt bên trong. Đó là Phô Kata. Rồi câu voi về thôi. Trở lại mặt máy cái thủ chim sẻ. Tí nữa sẻ sẽ đi dò giữa nhà và ta sẽ biết là có khung giữa nhà hay không ngay mà. Chính nó đấy, con vực đấy. Chả thấy rồi, cả rừng già, rừng thông cạnh đấy đúng không? Đấy, anh rõ đấy, cái rừng thông cạnh đấy đúng rồi, chính nó. Kín rồi. Có rộng ngoài là kín rồi. Kín rồi, kín rồi. Khung hai nhà cho nhau luôn nhá. Chính xác rồi đấy. Vâng, thẻ đang vẫn... Vâng, thông tin báo về kiếp trước sẽ đánh chế và map này đánh rồi nên nhớ nên khung hai nhà cho nhau. Không hiểu kiếp trước thì lấy đâu ra đế chế để chơi nữa. Vâng, đây là bãi quả phụ đấy, Yugi khả năng cao sẽ ăn tranh với người nào đó vừa câu mất một con voi rồi. Mày im mồm đi. Vâng, đây là chiếc BS đến từ game thủ Yugi S2. Vào mặt máy của game thủ chim sẻ thôi. Sẽ chém trận này. Yugi gặp vàng. Về lớp văng lốp anh em ạ. Có quả phụ nữa chim sẻ bài hai quả phụ Maxi. Bài quả này mà đội bạn dò ra được thì tôi chịu. Cũng có khả năng vì đội bạn đâm thẳng góc 6 giờ. Thấy cái dốc dốc này thì kiểu gì nó chả đâm xuống đúng không? BB đây rồi. Thừa đồ. Vâng, chú ý đóng ra điều kiện. Đây là BM, dụ chim sẻ vào đây cho BL thì cho em. Hai nhà khung cho nhau và sẽ ra y được là tươi. Nên đợi cân với cái thủ lớp cháu gà. Màu 3, bãi vàng hở. Sang nhà Yugi ăn vàng được. Vâng, kích đời ở 12x thì giữ cái thủ chim sẻ đang 26 dân. Sang nhà Yugi ăn vàng. Yuri.
Rồi, giò đã có bắt đẩy lưu luôn, chéo luôn. Lên về lớp mà chơi. Vâng, về lớp được cầm Katha. Rồi, chọc dân của cái thủ vệ lớp thôi. Một bài vệ lớp có đôi voi bầy hiểu đây và dường như vệ lớp có hốc à. Và một bi đấy chim sẻ. Rồi, té rồi. Đây là mặt máy thủ Yugi. Rồi, Yugi đã kín rồi. Vệ lớp đã chui hốc 12 giờ. Đã kín xong đấy Yugi và cung tê đứng thủ bên trong. BA đóng thế này thì nó tụ quần hơi vất vả đây. Vâng, bán máy game thủ chim sẻ. Xem sẻ củ hành game thủ về lớp thôi, 2 y rồi. Tí nữa thằng xiên tiểu mặt thầu là đẹp nhất. Vâng, đây là nhà tiểu mặt thầu cũng đã khung khung. Có tê đẩy lên. Vâng, tham gia đâu, số là 32 đấy, chim sẻ 4 con đi, 5 con đi rồi. 4 con đi sang nhà bên kia xiên là tươi rồi. Vâng, tham lai được số là 32, chim sẻ, y thủ. Ở bãi vàng lúc nãy em đi qua được, anh nhớ là bãi vàng như hở sao? Đây, đây, đen, đen, đen. Ê, đấy. Yugi bảo là em của anh, xong đi lúc sau lại bảo là em của nó. Tham lai 32 thôi, ta xem máy Yugi thôi. Vâng, Egypt tham lai 36. Vâng, đây là nhà tiểu bàn thầu. Bàn máy của anh thủ chim sẻ, đang chửi gì đây? Vâng, thêm chiếc bét mới. Rồi, xiên về lớp, nổ rồi, vào đây. Ây à, ây à, ây da, cháu gà, cháu gà. Ôi trời ơi, thôi, ôi trời. Nổ thế nhờ, cái thật đấy. Quả phu hơi tinh tế đấy, cái thủ về lớp nha. Nó phu được cái Maxi, rồi đến thần kinh mất. Kìa, rồi kìa. Này, này. Trời ơi, nào anh phu đi. Phu đi anh lớp ơi. Thôi phu đi. Này thì phù thủy này, cái loại của bánh xe này ốp kiểu gì? Nhà Yugi toàn bê tông cốt thép thì kiểu gì để ốp đây? Vẫn còn phù và vẫn chơi phù với Max C đưa về lớp. Tiền dần luôn thì chấp phù đây được chưa? Vâng, chấp phù. Này này, tầm này thì liêm sỉ gì nữa? Nào anh phù đi. Phù thoải mái đấy anh ơi, đây là Max K anh ơi. Trời ơi, quýt. Vâng, xiết. Rồi, hô gái quýt ngay đây. Cứ mỗi lần tôi hô quýt là đội bạn mới quýt. Vâng, thầu thì đừng bắn BM. Tỷ số là 0-C4 cho đôi chim sẻ đáng với Yugi. Chúng ta cũng chờ đợi trận chung kết sớm của đội bạn trong trận đấu thứ tư này. Ok anh em. Vâng, phu được cả Y thì được cũng đến kinh rồi đấy. Nhưng một con thôi. Chúng ta cũng chờ đợi trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Điểm gì đâu, xiên cả 2 rồi. Lên cái chương 3, xiên nốt cả bài phô là xong rồi. Anh quay lại vải nó phát anh. Đấy, hỗn thật. Em yêu anh Hải ơi. Ôi giời. Chết dở rồi. Vâng, ta sẽ đến với trận đấu chung kết sớm của đội bạn ở trong trận đấu thứ tư. Làm sao toàn vào khuê.
Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, Summer của cái vụ chim sẻ nắng. Quân AC Mark. Ây à, Zap giờ AC Mark. Chim sẻ đã cầm Summer. Yugi là người được cầm Roman. Bên kia Velop là người được cầm Mark C. AC là tiểu hàn thầu. Đây là bài quả đầu để cho cái thủ chim sẻ. Vâng, quả đầu 7 cây. Trong đó là máy cái thủ Yugi. Mark Azoman quả đầu 6 cây. Bầy hiêu của cánh rừng. Ai da, gạt giạt giạt giạt. Rồi, có tí gáy nhẹ đến từ bên lớp. Quýt. Chả nhớ quýt luôn đây này. Rồi, map đánh 3 lần rồi. Đây là phần máy cái thủ chim sẻ. Vâng, bảo vệ là nhớ map. Map này đánh 3 lần rồi. Dạy cũng xem đồ ăn như thế nào để xem ông sẻ cũng nhớ map thật đấy đùa. À vâng, bảo vệ là đùa thế thôi. Vâng, đang đi dò, có đôi voi. Có C5 không phải ơi, bây giờ cũng đã là 5 giờ đánh xong C này thì em nghĩ là chắc là không có C5 đâu. Vâng, voi đưa về thôi. À, chắc chỉ đánh 4C rồi mất. Voi đầu tiên. Quay đầu cũng chết. Vâng, có thêm một con voi nữa thì chia sẻ như vậy là 3 voi. Công nghệ càng ngày càng tiên tiến, map nó phải giống nhau hết nhau. Vâng, dạo này tôi đang cảm thấy thực sự là kính nể mấy anh em Thái Nguyên. Rồi, câu thêm voi về. Đi bảo vệ là Yugi chết một dần. Rồi, câu voi về S đầu đã có đấy, Yugi, Roman. Thế nó báo là Yugi đánh yếu yếu thì cũng được, không cần giết dân đâu. Đây là chiếc máy S đâu. Đây cho thủ Yugi. Khổ quá. Vâng, đây là chim sẻ đáng. Voi hiệu các kiểu đà điểu. Lùa hiệu về gần với cánh rừng này để đóng S nhân đôi. Đánh cung. Rồi bạn là AC Max C. Để bây cầm cung đoàn Summer đối đầu cũng được AC tiểu bàn thầu. Nếu mà đánh solo thì xin cái tuổi thầu luôn. Quả phụ đây rồi. Đây là S. Đấy từ cái thủ chim sẻ đáng đi khá là gỗ. S đâu. S2 sẽ ăn cả hiệu. 3 voi hiệu đầu quả phụ bài móc binh. Lực rú qua nhà có luôn. Được. Đó, cái thủ Yugi tham lai 20. Ở cần bảo hộ giữa nhà không đây? Chỗ con vực đấy. Có cần bảo hộ gì không? Chốt luôn vào đây. Ừ, ăn đi. Có nhìn thấy đâu mà. Ra ăn thêm bấy nhiêu thôi. Ôi thì anh Yugi chốt hộ BB chỗ con vực đấy cho tắc dần cho ông sẽ xúc thôi. Vâng, dân khu khu đen này. Giống hệt bạn chim sẻ. Rồi, giải quyết bầy hiệu này thôi. Bảo vệ là Maxe rồi bạn chết một dân. Dân này ngu quá các bạn. Và kích đời trong đầu 7 đến Yugi. 23 dân. Chính xác hơn 24 dân chung 1 kích đời ở 7-5-9. Vâng, như vậy là bài của Yugi thiếu một tí đồ thôi. Vâng, trở lại với máy cái thủ chim sẻ. Sumerian 26/28. Vâng, tiểu bà thờ nó có điểm số rất là cao. Đều BB của thủ chim sẻ rồi. Cánh này màu 2 thì đương nhiên cánh của Yugi là màu 3 rồi. Rồi đây là BM và đây sẽ là BA của chim sẻ đang đợi gỗ để ông lên trên dốc thôi. Gỗ dồn lên hơi chậm. Rồi đây là BA của thủ chim sẻ.
26 dân cộng 1, kinh đời trong đầu 10. Rất tốt. Và kinh đời 10, 41 đến chim sẻ với 27 dân của Sumerian. Vẫn hở. Chỗ này kín rồi, sát mép cánh rừng này thôi. Dân đã bắt đầu đứng chơi khá là nhiều, chặt gỗ này để ra ruộng. Làm hai ruộng ở đây. Rồi cái chặt gỗ cái đã, chúng ta quay trở lại và nói kiến thủ Yugi. Anh cũng đang xin con ngựa giò rồi. 7 giờ là nhà của hiệp thủ bên lớp. Người được cầm Mark C và T giò sẽ tập trung để công nhà bên lớp thôi. Ăn tranh với Yugi. Thêm hai cái ruộng nữa là kín ở khu vực này rồi. Ok. Ý thôi. Rồi, xong thôi. Rồi bạn có dân ở đây và giò công giáp đầy đủ để về lớp. Rất ghê. Bây giờ Yugi mới có thể nâng được cái công ngựa giò mình. Bò bế bãi vàng. Tham lai là 20 cho Yugi. Đấy, bắt đầu mất tân dân ăn hoang rồi. 3 dân ăn hoang đã nằm xuống. Sẻ không đẩy nê được cái này rồi. Và đang bắn vào nhà tiểu bàn thầu. Nâng cấp bánh xe. Cái đấy gì chạy nhanh thế. 3 BA đấy thủ chim sẻ. Ăn được dân đối phương. Đề giáp và 5 nông dân sẽ chết. Chưa chết được. Giờ đấy gì chạy nhanh quá. Bốn à. Rồi tham lai 30 những thủ chim sẻ nào. 5 ma. Nếu như mà game thủ về lâu không tạt thì chim sẻ nào hoàn toàn thể giết tiểu bàn thầu. Vâng, bắn có giỏi rủ về lớp. Rồi, bơm rồi. Chạm gỗ, chim sẻ nắng đi sắp đều quân. Đơn đơ đầu tiên 5A đều. Vâng, tham lai của game thủ chim sẻ là 30. Làm sao để cho về lớp không tạt được sang cái bên này thì trẻ có thể cân được tàu hồng. Thậm chí là giết thầu luôn. Vâng, bò bế nhà cửa mình. Tham lai 28. Thầu lên sớm hơn cả sẻ và đã có tơ đơ đầu rồi. Ui, lên sớm nhất map đến từ thầu luôn ạ. Chưa chắc đã chơi được. Yugi tham lai 21. Có Y để chia vào nhà bên lớp. Nâng giáp cho Y nhưng chưa đủ lực. Bên lớp cũng khung nhà trận này. Và kiểu gì cũng sẽ có Y lấy từ người cầm Mark C thôi. Ba cái ruộng ở đây. Vâng, đang bị chém đối phương đi vào. Tham lai là 22. Chim sẻ nắng đang có tham lai là 38. Đấu quân với tinh thủ tiểu bàn thầu. Và đứng ở trên dốc. Vâng, phải làm sao để cho bên lớp không thể tạt được cái bên này được. Vâng, đứng trên dốc và xả vào cánh rừng của tiểu bàn thầu thôi. Tham lai là 38 trên 44 trên chim sẻ. Tôn rồi tiếp theo đã ra. Rất gần nhà của thầu nên là sẻ sẽ đẩy nhanh thôi. Thầu đến 4A có thể là 5A. Super. Dạ. Vâng, đúng cái BE này vào luôn. Rồi, đấu quân với thầu. Thầu kéo quân về để đỡ nha. Sẻ sẽ tách một tơn vào bên trong. Vâng, thầu đã bắt đầu chết dần rồi. Rồi cung bờ với đầu cung bờ AT. Chất lượng cung bờ ta là yếu hơn nhưng số lượng chúng ta tạm thời đang là đông hơn so với đội bạn. Vẫn chưa có dấu hiệu về lớp tạt sang nhà chim sẻ nào. Timeline của chim sẻ là 46 trên 48. Đóng một vài BE dần đi thôi. Và bắt đầu bắn được dụng chính của thủ tiểu bàn thầu. Khả năng thầu bay ở cánh phía này là rất cao. Vâng, 46 trên 52 dành cho thủ chim sẻ. Như vậy là thầu sẽ bay nhà trận này. Sẽ bay đến từ tiểu bàn thầu. Kinh có 3 giờ chắc là còn bãi gỗ nữa của thầu chứ. Báo về là bên lớp cũng bùng. Tham lai của thủ Yugi đang số 17 và cũng đang xiên được cái thủ bên lớp bên cánh bên này. Ở nhà thì sửa BE thôi. Và đang có Y để xiên bay hốc của thủ bên lớp. Lớp bắt đầu có Y thủ. Y của Yugi là Y giáp 4. Và sửa cái BE này thôi, đừng để mất dân, giữ tham. Tham lai 16 đấy thủ Yugi. Và mất khoanh ruộng này, mất cái hốc này rồi. Sẻ đang có tham lai là 46, bị bên lớp chém vào tuần này. Một pha vẩy E chim sẻ nắng. Tiểu bàn thầu đã có vẻ như là yếu lắm rồi. Nhưng sẻ đang để lọt ba chém trong nhà, bo lại đi đừng để bạn tuồn thêm vào. Thầu bay nhà rồi. Vâng, tham lai của thủ chim sẻ là 45. Vâng, 45 trên 56 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Dân Sumerian đập thôi. Đợt rồi tiếp theo ra. Vâng nào, nếu anh thích. Nếu như anh thích được chưa? Nếu như anh thích. Vâng, quật luôn. Rồi vào bắn nút hàng chém đi rồi bo lại đi em ơi. Vâng, đây mà lấy cái thủ Yugi tham lai là của 9, nhưng này nó mất vàng. Mất vàng nó lại khen hay nhỉ. Vâng, 5 là tham lai của Yugi. Lớp còn quên tham này, à lớp còn khá nhiều tham này. Sẻ mà có quân xuống đây bắn về lớp được tươi. Về lớp tới này sẽ chết nhiều dần.
SUV vẫn có y để xiên. Tham lai còn 4 SUV. Chính trẻ đang có tham lai là 51. Vâng, bán tiểu bán thầu. Vâng, về lớp vẫn đang cố gắng tiếp tục vào đây. Không dám vào. Lớp khỏe đấy. Vâng, 51 là tham lai chính trẻ. Trở lại mặt máy của game thủ UV tham lai còn 4. Đây, phát hiện dân về lớp rồi, xiên thôi. Con nông dân ăn gỗ này. Thỉnh thoảng thả bãi vàng anh ơi, nó không có, về lớp không có vàng đâu. Đây rồi, đón đầu xu thế. Không có cơ sở gì để xẻ bán đâu, em cứ tập trung đánh thầu thôi. Lớp cũng chết khá dân rồi. Vâng, đây là mặt máy game thủ chim trẻ với tham lai 56. Thầu và game thủ về lớp đang muốn ốp chim trẻ nhàng. Em cần phải lùi dân lại để giữ ruộng. Bo mặt 12 giờ chạy dân gỗ kìa. Rồi, chạy dân bãi gỗ lên đây và bắt chém của về lớp trước được là tươi luôn. Nếu như bắt được tơ chém này của game thủ về lớp. Rồi, về được rồi. Thầu đang ốp A, một đội bạn phối hợp với nhau không ăn ý. Về lớp chạy vòng tròn bên trong thầu ốp A và sau trận này khi mà thủ con ngựa chém của thủ về lớp thì trẻ sẽ ra thủ lại nhà BA của mình. Chấp nhận hy sinh một BA cũng được. Thậm chí thầu chưa đốt được BA của trẻ luôn. Tham lai 54 đến từ chim trẻ đáng lượng quân đông gấp đôi so với tiểu màn thầu. Thầu đứng lại hộ cái. Vâng, tham lai 53 trên 72 đến game thủ chim trẻ. Về lớp chỉ còn khoảng 3 chém nữa thôi. Vâng, như vậy là vẫn bị đốt mất một BA. Đây là những thủ chim trẻ đáng. Vâng, tân quân này thì thầu làm gì có tuổi. Vâng, AC à. Rồi, rồi, thôi. Quýt. Vâng, 48 trên 72 dành cho game thủ chim trẻ đáng và bắt đầu dồn lên nhà tiểu ba thầu. Về lớp phi hẳn rồi. Và cửa thắng chúng ta đang rất cao và tỷ số khả năng cao sẽ là 3-0 ở trong trận đấu thứ tư dành cho cặp đôi chim trẻ đáng và game thủ Yugi. Và đây là 4 của game thủ Yugi. Vẫn đang xiên. Vâng, trở lại mặt máy game thủ chia sẻ rồi, giải quyết nhanh nhạ, ôi, thở rồi. Vâng, về lớp vẫn muốn đục à, thôi anh lớp ơi. Vâng, mấy giờ rồi, đây là chim trẻ nắng, nâng cấp chặt cỗ 2. Vâng, 4 BA đến thời điểm này thôi, thầu vẫn đang cố gắng để đấu quân với trẻ. Mặc dù quân của bạn là AC, nhưng các bạn có thể thấy khi mà trẻ cầm Super, sức mạnh nó ngang với AC của thầu rồi, thậm chí còn khỏe hơn. Mặc dù thầu được lên đời sớm hơn trẻ đấy nhá. 54 là tham lai của game thủ chim trẻ nắng, các bạn thấy thầu lên đời sớm hơn trẻ. Vâng, thầu đánh ít A hơn chim trẻ đáng rồi. Nhưng mà quân thì đương nhiên là có trước rồi. Nhưng mà thầu vẫn thua. 53 trên 80 là thằng này thủ chim trẻ đáng. Đó là sự khác biệt của chúng ta. Ôi lớp ơi, vẫn giấu một con chém trong nhà nữa. Lì thật sự. Rồi anh yên tâm đi, còn hai con chém bên nhà anh cơ. Thằng này 56 đến từ cái thủ chim trẻ. Mất tân dân này, chém láo. Láo này. Biết thế đập sớm thì đỡ mất một cái bóng ruộng. 55 là tham gia thủ chim sẻ. Vâng, ôi chịu khó mài thật sự luôn. Ờ không, thầu đang nở lại tham cân. Thầu đang nở lại tham cân. Đây là máy của anh thủ Yugi, anh xiên nổ nhà chính về lớp luôn. Xiên nổ nhà chính về lớp có một con chém ít máu. Xiên nổ luôn. Xiên nổ cả BL luôn. Rồi, có con chém còn một xiên nữa thì chết. Tham lai của Yugi đang ở số là 4. Chim sẻ tham lai 62. Vâng, đang muốn lên đầu máu đi với thủ chim sẻ. Lên đầu máu thì sẽ khỏe hơn, sẽ cân với sức mạnh của AC. Đấy, đổ nước ra đấy rồi. Vâng, do check lại trên này. Tham lai 63 dành cho thủ chim sẻ. Vâng, tham lai là 62 đến chim sẻ. Thầu tầm này rơi vào tầm tham về 4 xịch. Còn game thủ về lớp tầm 6. Yugi còn 4 thôi. Cũng đò sang để rỉa y của game thủ Yugi. Cho xin thịt nhanh lên, không fit dân. Fit ở đây, về tham không đấy. Mất y rồi. Ôi, thì chết rồi. Xin một chém thôi cho chắc. Xin một dân, té. 3 chém từ ở giữa hai nhà thế nhá. Đây là mặt máy cái thủ chim sẻ, đến thời điểm là sẽ cân map rồi. Super đi ăn. Đấu với AC. Đầu máu chúng ta đã có. Tự tin để đứng lại thi đấu với con cung đùa AC đi ăn này thôi. Nhà của cái thủ tiểu mặt thầu là rất xấu. Nhưng cung đùa thầu đang cực kỳ đông. Không hề đơn giản đến tiểu mặt thầu. Rồi thôi. Yugi chỉ có chém để chạy về nhà chim sẻ đang là được. Và tham lai đầu số là 55 đến thủ chim sẻ. Dân của thầu đang chạy nhông kèn quay trụ chính. Ơ kìa ra cung đùa cho bắn kìa. Vâng, 53 thì 92, nhà thầu rất loạn rồi. Lớp lại tiếp tục mang chém vào đây. Mở ra cửa đi em ơi.
Và các bạn sẽ muốn cho bên lớp vào. 57 em rồi thì không cho ra đây này. Vào 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 vào. Rồi, nào vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây với chúng tôi này. Tí nữa thì xích cổ hết tên này của những thủ bên lớp. Lần sau trường không dám đủ ở đây nữa. À, vâng, thầu lại đi quân. Rồi, rồi. Vẫn là tiểu màn thầu đi quân các bạn ạ. Nhưng tình huống đi quân đi vào lòng người đến từ thủ tiểu màn thầu. Tuyệt vời. Sau những pha đi cung A đỉnh cao thì bây giờ thầu lại đi cung R đỉnh cao nữa. Này thì cung R đỉnh cao với chúng tôi này. Quýt. Vâng, quýt. Đấy, hồ to là quýt ngay. Vâng, 3-0 trong trận đấu thứ tư dành cho chim sẻ nắng và Yugi. Vâng, 2 đều BC. 2 đều BC anh em ạ. Chúng ta cũng chờ đợi để xem có trận đấu thứ năm hay không. Một trận đấu mà đúng là chỉ có... Vâng, để cho tiểu màn thầu cầm cung chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Vâng, khi tiểu màn thầu cầm cung chưa bao giờ làm cho đội bạn thất vọng cả. Tuyệt vời. Chúng ta cũng chờ đợi để xem có trận đấu thứ năm hay không. Chắc là sẽ có trận năm đấy. Máp lại tịt à anh? Đấy, vào hỏi cậu đấy mới cay. Chúng ta cũng chờ em có xe đầu thứ 5 hay không ạ? Có đâu, có bạn đánh xe 5 rồi. Đánh xe 5. Vâng, ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trận đấu thứ 5. Trận đấu chung kết. Martin ra tôi lên cạn lời đây. Thầu lên đời sớm nhất bản đồ vẫn bảo Martin. Bip. Mà vừa rồi. Vâng, đây là Max C. Thì mình chia sẻ toàn Max C nhỉ. Vâng, quân. Vâng, Maxi cho son nữa rồi, AC với gì đấy? AC, yeah, ôi dồi ôi. Sẽ Maxi, vâng, Yugi là người được cầm cho son. Vâng, về lớp cầm AC và một IA trong này game thủ, tiểu man thầu. Đây là bài quay đầu chim sẻ, Maxi. Quân của bạn đẹp thế nhỉ, AC, yeah, này. Vâng, tiểu man thầu cầm cung chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhưng trận này thầu lại cầm chèm. À đâu, thầu cầm cung này. À thầu cầm chém, thầu cầm chém, xin lỗi các bạn. Thầu cầm IA. Khi mà thầu cầm cung chưa bao giờ làm đối thủ thất vọng cả. Đây, bác bắt đầu chim sẻ 6 cây, bác C. Yugi trận này cầm cho son. Vâng, cho son của game thủ Yugi đang đi dò. Quả đầu 6 cây đến từ cả hai game thủ chúng ta. Có quả phụ luôn. Bảy hiệu nữa. Thôi đi dò thôi. 1 bầy yêu, 1 bái quả phụ đấy Yugi. Chắc không chết cô lắm. Đây bắn máy của cái thủ chim sẻ. Vâng, tôi bắt đầu thấy map này khi dần đều. Bầy yêu rất xa đấy chim sẻ nắng. Bầy yêu có 6 con. Vâng, trận này tiểu ma thầu cầm quả Memphis the Fay kia thì chắc là cũng nhấc cốp lên đấy. Còn IA nó khác biệt lắm. Tầm như Y của chim sẻ đáng có khi nó chém cả Y quá. Hai bầy hiêu đến từ chim sẻ. Đưa bầy hiêu đầu về đã. Tính sau. Đi dò thêm vòng nữa. Thấy chi IA thì đúng là căng. Có nhiều chung kết thế nhỉ? Vâng,
Vâng, lùa hiêu về rồi. Đây, 7 hiêu đầu, chim sẻ đáng 6 con hiêu về nhà chính. Vâng, không thấy thêm đồ gì à? Rồi, cảm quýt. Vâng, có thêm một voi đây nữa, đây từ huyền vũ chim sẻ đáng rồi, bài xấu, đồ ăn xa. Hai con voi, mỗi con đứng một hướng. Bạc thị Tố Uyên. Bạc thị Tố Uyên. Đánh này có được gì không bình luận viên? Dạ được chị, được nhiều đấy. Có voi về rồi. Chào anh Nguyễn Văn Long nha, hello anh. Cảm ơn anh Điển Vũ đã gửi tặng chia sẻ 10 sao. Chào anh Quốc Huy. Tối sẽ không có kèo nha anh Huynh Phạm này. Vỗ cho tỉnh lại đi anh. Rồi thêm mấy con hiểu đây nữa đến từ cái thủ chim sẻ đáng Mark C. Bài xấu quá các bạn ạ. Thế bây giờ phải mừng tuổi may cả tỷ à. Rồi câu nốt con voi này về thôi, hai voi hai hiêu ép đời, bài Yui có gì hơn không, có hiêu có quả phụ. 23 và 16% bài bên lớp được, AC còn bài thầu thì bình thường. Bài thầu xấu. Tối nay em có livestream nha anh trưởng Phạm. Vũ Mai Trang, đội nào thắng được 200k tối hả anh? Không em ơi. Đội nào thắng sẽ được hưởng rất nhiều lợi thế. Đó là niềm vui. Đó là sự cổ vũ của người hâm mộ em ạ. Không được 200k ăn tối đâu. Và BLBM thiết kế một bài kích đời trong đầu 10 Yugi. Chúng ta sẽ xem Yugi sẽ lên đời muộn lắm. Bằng nhau á. Và đây thủ chim sẻ cũng kích đời và đang cơ cấu bãi vàng rồi. Tối sẽ không đánh anh em ơi. Và Yugi gần tiểu mà thầu cầm IA. Bài thầu dò đến 26% bản đồ. Thì dò rộng thì báo thế thôi. Vâng, timeline đầu số là 26 đấy, thủ chim sẻ Yugi bắt đầu bị chọc rồi, tiểu mà thầu rồi. Và giờ anh cũng đang chọc vào nhà thầu. Giáp thế nhờ. Công giáp đầy đủ ạ. Lên đời còn ăn cả heal nữa này. Làm tân bóng thủ à. 26/36 đi với thủ chim sẻ 1L. Đối đầu với AC của anh thủ V lớp 1L. Đây là dân thầu. Trở lại mặt máy của anh thủ Yugi. Vâng, bò luôn mặt này đi thầu. Rất quái. Anh Yugi đang cơ cấu bay gỗ của mình. Cả bài đánh 1L nên nhà đội bạn khá loằng ngoằng, chúng ta chưa chơi được nhiều. Có phụ thủ ở đây rồi. Sẻ đều có chơi được vào nhà của thủ về lớp hay không này. Tham lai chim sẻ đang ở số 27, đang trong dân cái tiểu mặt thầu bay gỗ. Làm hai cái ruộng nữa, ok, ruộng tròn. Về lớp thì chui hốc 9 giờ. Vâng, đây là dân của cái thủ tiểu mặt thầu, có P đấy, chém luôn được con P thì tươi. P đã chết. Và chém dần thôi. Và tham lai được số là 20 đến từ cái thủ chim sẻ. Chúng ta sẽ cố gắng đánh yếu tiểu bàn thầu để đưa về thế 2-1. Cả sẻ và cả cái thủ Yugi sẽ chơi với một mình cái thủ về lớp. Tăng L2. Bây giờ mũi tê của anh lớp đẩy vào đây. Muộn đấy. Nhốt phù thủy để cho lớp cháu gà. Tham lai được số 28 đến từ chim sẻ đáng ra để ăn bãi vàng thứ 2. Cung giờ của thầu bắt đầu đẩy. RAC.
Đây là bàn máy của thủ Yugi. Tham lai đầu số là 26 trên 56 thì cho anh. Vẫn đang chém dân của cái thủ tiểu bàn thầu đây. Còn phù thủy có thể bị chém xuyên. Vâng, đang chạy vòng tròn đến từ con phù của cái thủ tiểu bàn thầu. Rất khó chịu. 28 là tham lai của anh. Công phù lên nhà thầu rồi. Bơm cho tí. Bơm cho xẻ vàng để xẻ lên chém 4. Mark C chém 4. Thầu đã giấu hết chém đi rồi. Có hàn phủ đây. Gì này. Chém thôi. Mất luôn con ngựa chém. Trở lại mặt máy cái thủ chim sẻ. 31. Đây là cung L AC. Bài sẻ 2L. Và đang trên đường lên chém 4. Cố gắng pha cung R thủ về lớp rồi. Cung R AC chém 4 lên xong. Ôi. Giờ này thì đau quá. Một quanh ruộng rất đáng tiếc dành cho cái thủ chim sẻ. Đang chém hay. Đang ngay thì đứt dây đàn anh em ạ. Thua rồi. Và 1-0 C5 nếu đôi bạn. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận thứ 2 C5 rồi. Nếu mà còn quanh ruộng thì cũng có thể chơi được. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận thiếu thứ 2 thiếu thứ 5 ngay sau đây. Một. Trận đấu C5. Đông, nó có đông hơn cả IA bình thường. Lại cho son ạ. Cho son min đối đầu với ban gì đó. Ban hit, ôi. Sẽ cầm cho son và min one trong tay thủ Yugi. Về lớp là người được cầm ban và một con hitty trong tay tiểu bàn thầu. Quân đội bạn đẹp quá anh em ạ. Để cho son chim sẻ quả 6. Hi hi ạ. Anh Yugi quay sang bảo sẻ xem nào đi. Không biết là phải xem kiểu gì được. Vâng, đây là quả đầu Yugi Min One. Thầu cầm mi, thầu cầm pa, hit 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 hit. Thầu cầm hit, với lớp cầm pa. Rồi, với lý do đầu tiên là đối thủ Yugi. Bởi hiệu đầu đã có. Phải nó muốn lùa bởi hiệu này về nhà chính cho mình. Lớp này quân đỏ lại gáy. Trận nay mà thua thì trận sau mình cười hi từ đầu đến cuối trận. Không thấy dừng. Trẻ quay sang hỏi Yugi đánh được cung không thì tôi trả lời luôn là không có dừng. Bo tròn quay nhà. Rồi lùa hiệu về thôi. Và mặt máy với thủ chim sẻ. Đôi sư tử như né được rồi. Đó, né rồi mà vẫn cắn. Không là sư tử Kami này. Rồi lùa hiệu về thôi. Cua loạn xạ. Anh Huy phát hai. Rồi
giải quyết bầy hươu này đã. Đây là bầy hươu đầu chim sẻ cho Son. Vâng, không thay đổi gì ăn nếu cái thủ chim sẻ. Ngoài bầy hươu đầu 5 con, nhà toàn rừng. Nhà của Yugi thì không thấy gì, vâng, vừa dò ra bãi quả đầu của cái thủ bên lớp rồi. Nhà Yugi thì toang luôn. Thêm bầy hươu nữa dành cho cái thủ chim sẻ. Ba bầy hươu với chó son này, chết tôi rồi. Và mặt máy của thủ Yugi. Minwa. Móng thủ, móng thủ. Voi một đôi. Nhiều vực là siêu xấu. Và định nhìn mới. Bài nhiều vực là siêu xấu. Bài Yugi hai bầy hươu một đôi voi. Ôi rồi, hai con voi. Hai con nó cùng hút một phát ạ. Vâng, đạp đôi bây giờ có cả voi đôi. Ôi mày quá, không chết con dần nào. Vâng, hai con voi nó hút một phát, đóng BE thôi. Bắt tay cầu voi quá. Ra ăn thêm bầy hươu này nữa. Nói chung tôi vẫn cảm thấy là rất khê, ba voi đấy Yugi. Thêm bầy hươu trên này nữa luôn. Bầy hươu này giống như kiểu 4 con thôi. Vâng, 5. Đánh cung A đi Yugi. Không còn gì mất rồi, bắt buộc phải đánh cung A thôi. Ông trẻ có lên đời không đây? Chắc chắn lên được luôn. Và đây chiếc bét để có thể ăn nhiều đấy chim sẻ. Và chào anh ra Giang Văn Kim. Kim Văn Giang. Vâng, có quả phụ đi chứ khả năng ok, ngon đấy. Điểm số bên lớp và tiểu bản thầu đang rất thấp. 17-14% pan trên 1 dân.